giữ luôn, giữ nguyên luôn nha. Con chỉ cần điều chỉnh cự ly thôi. Chết 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 đi, con chích vô cái chỗ cho nó khỏi tối đi, nó khỏi chó đi. Rồi ra xa một tí, đưa ra xa, rồi giữ nguyên nó luôn. Khi nào mà nó mờ thì con chỉ cần di chuyển điện thoại nhích ra một tí thôi. Đừng có chất ánh sáng nhiều. See?